cho buổi sáng như cho nhiệm màu. Nhìn quanh cây cỏ bấy lâu, sương còn động đó bắc cầu ly ta. Sương không nói với cỏ, cỏ chẳng thẹn cùng sương, cỏ sương trao ước hẹn với muôn ánh chân thương. Và không nói tới lời tạ từ, rồi không hẹn ước lúc chia tay. Thoáng nhìn nhỏ giọt bi ai, chân đời rồi cũng khứ lại đôi lần. Ta hỏi có đọa đây không nhỉ, trả lời không cả đều thuận ý. Là giọt sương tô đẹp nét gian chân, là trái ngọt cam giá hồng ban, là tàu hoa ngút ngàn thiên cổ, là kiếp người trọn đời thương. Lạ quá ta nghe tiếng nói của vạn loài trên không trung đại lộ. Từ anh nhìn trầm tư vô số, đến dòng suy tưởng muôn kiếp luân hồi, dòng thời gian trôi nhanh biên điều thoáng vô thường, diễn xiết nẻo thăng trầm. Ta chợt nghe tiếng gọi gọi thầm thầm, đang trở về thì thầm huyền nhiệm ngàn năm. Ta chợt nghe tiếng gọi gọi thầm thầm, đang trở về thì thầm huyền nhiệm ngàn năm. Đã chợt nghe tiếng gọi gọi thầm thầm, đang trở về thì thầm huyền nhiệm ngàn năm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cha, thì đã đại diện cho những người mẹ cầu chúc các cha được
an vui, khỏe mạnh và lúc nào cũng là một tàn cây để che mát cho gia đình. Bởi vì theo truyền thống phương Đông thì người đàn ông là trụ cột của mái ấm gia đình. Đó là theo truyền thống phương Đông. Còn đối với Đạo Phật thì Đức Phật dạy bình đẳng. Trong gia đình ai cũng có trách nhiệm và ai cũng là trụ cột hết, chứ không phải chỉ có những người đàn ông, chỉ có những người dạy, chỉ có người cha, mà cha và mẹ đều là trụ cột trong gia đình. Đó là cái sự khác nhau của tuệ giác của Đức Phật. Và đó là một cái gì đó mà nói theo góc độ đóng góp cho nhân loại. Thì Đức Phật cũng là người đóng góp cho nhân loại về cái nhìn bình đẳng giới tính. Ngày hôm nay đó thì Thiện Hữu xin chia sẻ với quý vị. Và sự chia sẻ này đó là dự định là đã nói từ lâu. Quý thầy lớn cũng đã nói, quý vị cũng có nghe. Nhưng mà đa số là chỉ nói một chiều, khuyến khích và nói để cho người Phật tử có nhiều khi họ sợ. Là khi nói đến vô thường thì có một cái bài kinh hoặc là có những cái bài giảng là nói về tài sản thế gian đó. Thì thường quý vị nghe giảng tài sản thế gian thì quý vị nghe chỗ này chỗ nọ giảng là tài sản thế gian vô thường, nó gồm hay là nó lệ thuộc vào năm nhà. Quý vị có nghe cái từ đó không? Tài sản thế gian thì gồm năm nhà hay là bị lệ thuộc vào năm nhà. Đó là nạn nước cuốn trôi, nạn gì? Lửa bị đốt cháy, nạn gì nữa? Hả? Cướp giật. Rồi nạn gì nữa là vô quan bị tịch thu. Và cái thứ năm là con cái hư hỏng. Thì đa số đó, bản thân của Thiện Hữu cũng nghe dạy như thế. Và nhiều năm Thiện Hữu tư duy thấy hình như nó có cái điều gì đó mà chỉ ra cái lẽ thật đó. Nhưng mà thực sự nếu mà như vậy thì nó hơi bi quan quá. Trong khi đó Đạo Phật là một cái đạo tích cực, không có bi quan. Dạy người ta nhận ra lẽ thật và dạy người ta trong cái lẽ thật đó, đó con người biết sống với lẽ thật và tận dụng những cái điều gì đó. Ví dụ như nói vô thường để cho người ta đừng sợ, chứ không phải nói vô thường để cho người ta nghe người ta sợ. Nói là tài sản thuộc năm nhà để cho mình đừng có dính dáng và đừng đau khổ. Bởi vì đa số là người đời là khổ đau đó, cả một đời. Trong đó nếu không khéo thì Thiền Hữu cũng như vậy thôi. Nếu như quý vị là những người tu mà ở ngoài xã hội, có con, có vợ, có chồng, thì người ở ngoài đời có con, có vợ, có chồng thì hy vọng là làm sao để gom góp có một mớ tài sản khá một chút thì mua được cái nhà ở, ít nhất là như vậy.
Cho nên có cái câu gọi là sống phải có nhà, chết phải có cái mồ. Chết rồi mà cũng còn gom góp tài sản đem theo. Trong lịch sử nhân loại đã có những cái chuyện đó. Mới ban đầu thì gom góp tài sản đem theo bằng những tài sản thật luôn. Những vị vua gọi là minh quân đó, hay là hôn quân đó, là có một cái lòng tham vô đáy. Cho nên họ khi họ chết là họ không muốn những cái tài sản mà họ có được bị vô tay người khác. Thì bằng cách chết rồi chôn tài sản theo, rồi những người hầu thiếp là chôn theo luôn. Đó là trong cái lịch sử nhân loại có một thời gian dài như vậy. Và người ta làm cho người ta rất là sợ. Lúc còn sống thì ai cũng muốn làm vợ vua, còn kẹt kẹt thì cũng làm hầu thiếp. Vô trong đó là cả một cái danh dự của một cá nhân hay là của một gia tộc. Nhưng mà khi vua chết rồi là bắt đầu là sẽ lo sợ là thế nào cũng phải chết theo. À, rồi từ từ do vì cái sự thông minh của nhân loại, cho nên là những người sau này người ta nghĩ đến cái cách là chết thay vì mang tiền thiệt theo thôi mang đồ giả theo. Cho nên mới có cái gọi là vàng mã. Vàng mã ra đời là một cái sự gọi là tiến bộ của nhân loại. Bây giờ chôn thật thì uổng quá, và bị người ta kêu riêu. Và có nhiều vị vua cũng thấy được cái điều đó quá lãng phí. Cho nên thôi bây giờ mà nó trở thành cái gì đó của cái sự suy nghĩ của con người rồi, làm khác hơn á, thì người ta không chấp nhận. Cho nên phải mượn một cái khác giống cái đó, nhưng mà nó không phải cái đó. Thì như vậy con người chấp nhận một cách rất là dễ dàng. Cho nên xuất hiện cái chuyện phong tục hay là tục là chôn vàng mã. Rồi vàng mã phải làm theo kiểu của khi còn sống. Ví dụ như bây giờ cháu ông đó đạp xích lô, chuyện này là có thật. Thiện hữu đi đám, thiện hữu biết. Thì tới chừng cuối cùng rồi á, là cả cuộc đời ông đạp xích lô gắn bó với chiếc xích lô. Cho nên con vợ ông và mấy đứa con nó có hiếu hết sức, nó làm vàng mã, nó làm thêm chiếc xích lô cho ông. Rồi hỏi ủa sao mà làm cái nhà ấy được rồi còn chiếc xích lô đó? Tại ba con cả cuộc đời đạp xích lô thôi, sắm chiếc xích lô để về dưới ổng có, ông đi chở mấy thằng chú ngục ấy đi chơi. Rồi sao rồi đó bà vợ, chuyện này là có thật luôn, ở tại Brisbane. Bà vợ bà mới, cái chiếc xích lô là chuyện Việt Nam, bây giờ tới chuyện ở đây Brisbane. Thì cũng ông đó ông lúc đó 72 tuổi, mà vợ thì trẻ hơn khoảng 10 tuổi, có cũng đông khá đông con thành công ở đây. Mấy đứa nhỏ nó thương lắm, thương ba đó. Thì khi làm đám đó thì bà ở đây khó khăn lắm à, vậy mà phải order ở bên Việt Nam tức tốc gửi qua nguyên một cái nhà, cái villa. Một cái villa thâu gọn lại thì cũng nó cũng 1/3 cái bàn này nè, đủ đồ ở trong đó hết. Và bà vợ bà thương chồng đến mức độ bà nói hồi lúc ông còn sống á, thì tại vì thiện hữu nhìn sao thấy có chó có mèo rồi có cô phụ nữ mặc áo dài, thì lúc trước khi đốt thiện hữu hỏi vậy chứ cái này là ai, không lẽ đốt con cháu theo, mà cũng cái hình này cũng không phải là hình của cô nữa. Nó không phải, tại vì chồng con hồi đó còn sống á, ổng mon men mòn màng, ổng thèm thùa có con bữa bé. Cho nên thôi lúc mà ổng còn sống đó thì coi như là con canh canh ổng dữ lắm, ổng làm không được.
thôi giờ ông chết rồi, cho ổng cái ân huệ, thôi con thôi làm cho ổng thêm bà nữa cho ổng với ổng hữu hỷ. À, thật ra cái người phụ nữ Việt Nam lạ lùng như vậy, cái lòng lớn lắm. Mấy bà đây cũng bắt chước làm vậy được. À, thì là làm thêm con bà bé nữa cho ổng về dưới. Hồi còn sống thì tôi xài, mà chết rồi thì bà mà xài đi. Bà này bà đọc vậy, mà bà này hiện giờ bà cũng còn sống ở Brisbane. Vui lắm. Thì nói vậy để nói là mỗi một cái giai đoạn lịch sử nhân loại đó, và cái suy nghĩ của thế gian đó khó thể mà bỏ được lắm. Cho nên muốn bỏ đó, bỏ hẳn là không được, chứ phải thế một cái gì đó tương tự, chứ bỏ là người ta không chịu. Thì trở lại đó là những cái tích cực. Trong những cái việc tích cực đó mà nó lâu dài, nó ăn vào máu mủ của con người, thì không khéo nó trở thành tiêu cực. Tiêu cực là gì? Tiêu cực là bây giờ thành cái phong tục tập quán rồi, mà hễ chết thì phải đốt giấy vàng mã. Cái đó là tiêu cực. Trong khi đó bên đây làm khó khăn, không có ai biết làm, mà mua đốt một cách rất là lãng phí, mấy trăm đồng bạc tiền. Thì coi như cái đó đó mà chấp vô để mà khi có người mất thì phải làm y như vậy, cái đó gọi là tiêu cực. Đó, thì giáo lý của đạo Phật cũng như vậy. May mắn là thiền hữu đọc trong kinh Tăng Chi có một bài kinh mà Đức Phật nói về cái mặt thật, và Đức Phật chỉ ra lẽ thật rất là tích cực. Nhưng mà lâu nay mình chỉ nghe có một phần thôi, đáng lý hai phần thì phải nói hết hai phần. Một là vì không có thời gian, cho nên là quý ngài hay là những người giảng dạy cứ nói có phần đầu, và cái phần thứ hai mới là cái phần quan trọng. Phần đầu là gì? Phần đầu là tài sản thuộc năm nhà, cái đó là phần đầu. Phần thứ hai là cái lợi ích thiết thực của tài sản. Chứ còn nói tài sản là vô thường, là tài sản thuộc năm nhà rồi nói với Phật tử nó làm biếng, nó không chịu làm luôn sao? Rồi nó nghèo, nó không có tiền, rồi nó không có tiền làm sao nó hỗ trợ tam bảo, nó cúng dường để coi như là xây chùa cất chùa, rồi kêu gọi nó mà nó không cúng thì buồn. Rồi nếu mà nó hỏi thầy dạy con, mà thầy dạy con đời là vô thường, thôi con làm gì nữa, là cái đó mới chết. Cho nên ở trong đây Đức Phật nói hai mặt luôn. Tài sản, cái mặt mà coi như là thật của nó, quả thật nó thuộc về năm nhà đó. Nhưng phải nhìn ở cái mặt tích cực, nó cũng có năm điều lợi ích. Thì hôm nay thì không muốn chia sẻ cái này nè. Chứ đừng nghĩ là tài sản là thuộc về nước. Nhìn rõ ràng thì thấy tài sản thuộc về nước không? Có ai không thấy tài sản không thuộc về nước không? Hiện bây giờ bên Mỹ đó thấy rõ ràng quá chừng luôn. Quý vị có coi tin tức, quý vị thấy là tài sản thuộc về nước. Hoặc là coi như những năm trước ở Brisbane mình chứng kiến một cái trận lụt kinh hoàng đó, thì quý vị vẫn thấy là tài sản thuộc về nước không? Ai ở những vùng đó là coi như chỉ trong vòng một đêm là trắng tay, nhà cửa không còn tan hoang hết. Thì bà Thủy, cái này gọi là bà Thủy, bà Thủy lâu lâu bà lên đây chơi, đi du lịch chơi, ghé đây thăm chút vậy đó, mà coi như là nó kinh hoàng, tổn hao về mặt vật chất và thậm chí về mặt tinh thần. Thì rõ ràng Đức Phật nói đúng quá, tài sản thuộc về nước. Là người giàu, cực kỳ giàu, nhưng mà qua một cái trận sóng thần thôi, ở tsunami ở bên
các nước Nam Á đó, quý vị còn nhớ không? Cũng tan hoang hết. Đó là về nước. Bà thủy bà lên bà đòi một cái là xong. Hoặc là như ở Việt Nam vùng miền Tây, Thiện Hữu có lần nói đó là nhà một cái cây xăng, xăng như vậy cả đời thành lập ra để mà coi như mở cây xăng lớn vậy, mà một đêm thôi cây xăng mất tiêu. Tại vì ở dưới không có xăng, bà lên bà lấy xăng xuống dưới xài. Một đêm một nguyên cái cây xăng coi như không còn, và cái nhà cũng mất luôn. Nó là bị sụp đất á. Ở miền Tây bây giờ một số tỉnh, thị xã lại bị một cái tình trạng đó khốc liệt. Thì quá thật, Phật nói quá đúng. Tài sản thuộc về nước, tài sản thuộc về lửa là sao? Cháy nhà hay là cháy gì? Cháy rừng rồi nó lan vô nhà. Ở đây mình ở Úc này năm nào tới mùa mình cũng chứng kiến. Quả thật là tiền của cái gì gì mà bỏ trong nhà là cháy một chút là tiêu tan hết. Thì cháy đó nó thuộc về gì? Hồi nãy là bà Thủy. Thì bây giờ quả là bà gì? Mà quả cũng bà, không mà cái gì mà giữ là đổ thừa cho bà. Mấy cái trận mà coi như động đất sóng thần gì, lũ lụt gì mà khốc liệt nhất là tên phụ nữ không. Cái đợt mà ở dưới chỗ mà trồng chuối đồ này nọ đó, ở Queensland mình đó, cái gì là cơn bão gì à, mà tên đó tên của phụ nữ à. Tên phụ nữ á, mà tới bây giờ luôn cái kỹ nghệ mà coi như về nông sản chuối ở Úc, mặc dầu chuối dễ trồng lắm, trồng bằng cái phôi thôi như vậy đó, mà phải nhập mấy năm trời ở nước khác vô chuối. Thì quả thật là nếu mà nói là hỏa đó, bà hỏa là qua một đợt là tiêu tan rồi. Tài sản thuộc về gì nữa? Tài sản thuộc về là vua quan, ví dụ như làm ăn gom góp như vậy, rồi tới chừng mà có chuyện gì thì vua quan hồi xưa là vua quan tịch thu xung vào cống quỹ à, hoặc là một số người làm ăn bất chính là lúc mà lên thì bòn rút xương máu của nhân dân. Thì tới chừng mà có chuyện gì rồi thì coi như xung vào công quỹ. Thì cái đó thuộc về là tài sản thuộc về là vua chúa xung vào công quỹ hết. Đâu còn chết, đâu chờ tới chết mới mất, mà là còn sống đó mà cũng mất trắng. Mình thấy rõ ràng à, cỡ như Nguyễn Văn 12 nó giàu cực kỳ vậy đó. Mà quý vị có bị có nghe không? Dân Sài Gòn có biết Nguyễn Văn 12 không? Không biết hả? Ông đó là cực kỳ luôn, nước Hoa Thanh Hương. Mà coi như là mà thời gian đó mà ông gom góp vốn và cho lãi cao, cho nên người ta thích, người ta bỏ vô. Rồi cuối cùng rồi khai hay là bị bắt, phá sản, tử hình luôn. Đó thì cũng trắng tay. Thì cái đó là như là thuộc về là tài sản thuộc về là xung vào công quỹ hay là của chính phủ là vậy. Rồi cuối cùng là tài sản thuộc về những cái đứa con mà nó quá bất hiếu, gom góp để lại cho nó, cuối cùng nó phá không còn gì hết. Có không? Quý vị có thấy những cái đứa con đó không? À, không khéo ra là phải nhìn thấy như vậy. Là đó là chân lý đó, Đức Phật nói đó là chân lý. Nhưng mà bên cạnh đó Đức Phật nói thêm, mà trong kinh này Đức Phật nói là Thiên Hữu đọc, là cái lợi ích của tài sản. Cái lợi ích của tài sản chứ không phải nói như vậy rồi là mình không làm, mình không tạo ra tài sản, mình sợ. Giống như nói giờ là trước sau gì cũng bị mất thôi, đừng làm thì không có để mất.
Đó, đó là tiêu cực. Bây giờ trước sau gì cũng chết, cho nên thôi khỏi ăn. Có ai suy nghĩ vậy không? Bởi vì ăn cũng chết mà không ăn cũng chết. Trước sau gì ai cũng chết, cho nên khỏi ăn. Đó là những người gọi là siêu đó, siêu nhân đó. Siêu nhân mới nghĩ như vậy. Chứ còn mà người bình thường thì không nghĩ như vậy đâu. Người bình thường ta nghĩ đơn giản. Thì trở lại là ở đời này đó, con người ta đau khổ là vì muốn có tài sản. Những cái thứ tài sản mà hữu hình đều trước sau gì cũng phải mất. Thậm chí nãy Thiền Hữu nói, nếu không khéo giờ tu hành như Thiền Hữu cũng đau khổ như thường, cũng khổ sở về tài sản như thường. Nếu như quý vị ngoài đời tạo ra, cố gắng cả đời gom góp bòn mót vào quấu để mua được cái nhà, thì Thiền Hữu không khéo thì cũng cả đời gom góp bòn mót vào quấu để mua được cái chùa. Thấy không? Cái gì nó biết hết rồi. Cái chùa này Thiền Hữu giữ được không? Không. Nó thuộc về về ai? Ừ, đúng đó, nó nói đúng. Nó thuộc về cái nhà thứ sáu luôn rồi đó. Nãy ông Phật nói có năm nhà hả? Hôm nay ông nói thêm cái thứ sáu nữa là của Phật tử. Mà quả thật là của Phật tử. Mình tạo ra như vậy thôi. Nhưng mà nếu không khéo là có một cái sự đau khổ. Cho nó là của mình, chấp nó là của mình, rồi phải làm theo cái gì đó của mình, rồi làm không được thì tức, rồi đau khổ than thà than trời, quán Phật, trách Phật tử. Than trời tức là trời ơi trời, sao Phật tử không cúng tôi. Đó là gọi là than trời. Quán Phật là sao? Là trời Phật ơi Phật, sao mà mặc áo Phật mà sao Phật không che chở cho con, để cho con được có tiền con cất chánh điện hay là con làm này nọ cho Phật. Cái đó gọi là quán Phật. Trách Phật tử là sao? Trời ơi, Phật tử bỏ thầy à, không bỏ đi nữa, nó gặp mặt ở đằng xa thôi, gặp là nó né. Hỏi sao né vậy? Bởi vì gặp sợ không có tiền cúng cho Thiền Hữu, cho nên nó né. Mà nó né mà mình hiện giờ mình đang thiếu thốn thì sao mình phải trách nó không? Phật tử hẩm rà nha, quên bổn phận, quên trách nhiệm. Cái này là không nhớ thầy nữa sao? Cái đó gọi là trách Phật tử. Vì sao mà có những cái ý niệm đó? Vì muốn cho chùa to Phật lớn, muốn cho to cho bự, muốn cho của mình, thì mình làm ra mà làm không được thì mình khổ. Nhưng mà cuối cùng suy nghĩ cuối cùng có đem theo được đâu, đúng không? Bây giờ cho nên là chết rồi thì cũng là của Phật tử thôi. Thí dụ như giờ Thiền Hữu chết rồi thì cái này là chùa cột của mấy bà mấy ông, mấy bà mấy ông ngồi ở đây nè. Còn nếu mà coi như mấy bà mấy ông chết rồi thì của ai? Của ai? Không, không có nhà băng được, của cái thằng nhỏ đó đó. Bên đây có thằng nhỏ pháp gì, con pháp gì? Đó, của thằng đó. Cứ đó cứ thế hệ này nó tiến lên, thế hệ kia nó tiến lên thì ai tới phiên người nào thì người đó có trách nhiệm giữ gìn như thế. Chứ có ai sống ở đời ở kiếp đâu mà giữ. Hiểu được như vậy, làm thì mình làm nhưng mình không có đau khổ. Nhưng mà nếu không khéo thì bỏ một cái đời tu của Thiền Hữu vô ba cái chuyện đó cũng là cái chuyện không có phải là cứu cánh đâu ạ. Cái cứu cánh của một người tu là làm sao có sự an lạc. Cứu cánh của người tu là làm sao có cái sự gọi là nhẹ nhàng, giải thoát.
chứ không phải mà tạo ra cho nhiều rồi dính vô nó. Phải thấy được cái điều đó, làm thì vẫn làm nhưng mà phải thấy được để cho nó có cái nhẹ nhàng. Làm cảnh thì cũng làm cảnh, trồng cỏ thì cũng trồng cỏ, nhưng mà bây giờ trồng nhiều quá mà nước thì không có, khô hạn thì nó phải sao chết thôi. Cho nên đừng buồn, nó có chết, nó chết mà mình chưa chết là mình mừng rồi, sợ mình chết trước nó, phải không? Bà nói trời ơi con buồn quá, không rày con đi, con sợ quá, con lo lắng quá, con không đi chùa mới có từng lễ hả, lo quá thôi sao lo, sợ mấy cái mít con chết. Rồi bà còn nói thêm câu chắc con chết trước nó. Mà thiệt không làm thôi đó, con một chút vậy đó, vậy đó nó cũng có thể. Mà làm ra đó thì đó là cái người trồng một cái cây có một cái tình thương ở trong đó, trồng một cái cọng cỏ thôi cũng có cái tình thương ở trong đó. Đó là người tu à, người tu nó kỳ cục đấy. Hay là làm cái gì đó mà để cái ý niệm là cho người sau hay là những người xung quanh họ hưởng, thì cái ý niệm rất là lành. Và nhìn sâu vô như vậy để mình thấy được là tất cả những chúng sinh nói chung hay là những người Phật tử nói riêng, Thiện Hữu nhìn Thiện Hữu thấy Phật tử ai cũng dễ thương, ai cũng hiền, ai lại chùa này cũng hiền hết. Và nhìn thấy được điều đó thâm sâu ở trong cõi lòng của người Phật tử rồi thì mình chẳng thấy ai dữ. Có nghe mét, có nghe bà này bà nọ mét, cái bà đó bà dữ lắm à, giận rồi, giận chùa rồi, hay giờ không đi nữa. Thấy không? Tại hỏi sao giận, giờ không biết gì, lý do gì, cự quá chừng cự luôn. Hai bà, ba bốn bà cự sanh tử rồi, giờ bà nói bà không đi nữa. Nhưng mà quá thật là mình nhìn sâu xa cái người này có giận không? Nhìn ở mức cạn thì quá thật có giận, có hờn. Nhưng mà nhìn ở cái sâu xa bên trong của họ, họ không phải là vậy. Tâm họ tốt. Cho nên tình cờ Thiền Hữu đọc ở trong truyện cổ Phật giáo đó, có một cái mẫu chuyện mà nó hay vô cùng. Rồi Thiền Hữu mới suy nghĩ đến những người Phật tử mà có người ba hồi giận Thiền Hữu, ba hồi la Thiền Hữu, ba hồi mắng chửi Thiền Hữu. Bây giờ phải suy nghĩ kỹ và phải thấy là dầu cho họ vậy nhưng mà họ vẫn có cái tâm thiện lành nha. Họ vẫn có cái Đức Phật. Thì Ngài nhìn sâu hơn nữa, Ngài nói là họ có Phật tánh, hay là họ cũng là những vị Phật. Đức Phật nhìn và khẳng định điều đó. Còn mình bây giờ mình nhìn chưa giống như Đức Phật, nhưng mà mình cũng nhìn là họ thực sự họ không có ác, họ thực sự họ lành. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh nào đó, trong một cái thoáng nào đó, họ dấy khởi lên những cái niệm hay là những cái hành động, những ngôn từ mà mình nghe nó chướng tai chút vậy thôi. Chứ còn thực sự nhìn theo giáo lý của Đức Phật, nhìn theo Đức Phật thì họ là những người thiện lành. Thì trong truyện cổ Phật giáo đó, nó có một mẫu chuyện là ở dưới địa ngục thứ 9 đó. Phải không? Ê, địa ngục thứ 18 là 18 tầng địa ngục lắm mà. Đang đổ nước dầu sôi hùng hục và người tội đồ, tội nhân ở dưới lúc nhúc vậy. Đang khổ sở như vậy. Thì tình cờ cái hình ảnh nó khốc liệt và nó đau đớn như vậy, tình cờ xuất hiện ở trên dương gian này, có một người thả một cái sợi dây xuống, từ ở trên dương gian thả thẳng xuống, xuyên qua 18 tầng địa ngục
mà thả cái sợi dây đó ngay một cái sinh linh nó cũng đang ngoắc ngoải, nó đang đau khổ, thả ngay cái sinh linh đó. Mà cái chúng sinh ở trên dương gian này không khác, quý vị không phải là Phật tử, mà cái chúng sinh này cũng không phải là người theo đạo gì hết, mà là một con nhện. Một con nhện mà nó cố gắng nó nhả, nó tạo ra cái dây tơ đó. Mà con nhện mà tạo ra một cái dây tơ, nó cố gắng nó tạo ra dây tơ mà từ ở trên trần gian mà cái dây tơ đó thòng xuống tới ở dưới địa ngục thứ 18 để nó cứu một người, trong đó là ân nhân của nó. Cái sợi dây nó cứ thả xuống ngay cái người đang chịu khổ ở dưới như vậy. Và quý vị hình dung ra, quý vị là những người đi vượt biên, quý vị biết rồi, trên tàu ví dụ như mà thiếu nước một mấy ngày, mà giả dụ bây giờ có nước mà quăng vô tàu, hay là cho trên tàu là bắt đầu có cái sự gì giành giật, vì ai cũng muốn sống hết. Thì tất cả sinh linh đều thấy có một sợi dây đó là sợi dây hy vọng thả xuống, thì tất cả những người đó đều sao, đều dành nhau để bám lên cái sợi dây đó. Trong đó, trong cái đám mà tội đồ mà đang đọa dưới địa ngục, thì có một người là coi như là một kiếp là ân nhân của con nhện nhện này. Có một kiếp là cái người tội đồ này nè là tướng cướp ác độc khủng khiếp, cho nên ông mới bị đọa xuống dưới địa ngục thứ 18. Từng địa ngục thứ 18 ông ác độc khủng khiếp lắm. Nhưng mà có một kiếp ổng cũng làm mà ăn cướp. Nhưng mà có một lần, không biết vì lý do gì, một buổi chiều ổng đang coi như là đi, thì bước chân của ổng đó đang từ từ đạp lên cái con nhện nhện này. Và không biết làm sao, khi mà ổng đạp gần coi như là dẹp lép con nhện nhện chết á, thì ổng nhìn xuống ổng thấy trong lòng ổng phát khởi cái từ tâm, ổng cảm thương con nhện nhện. Tâm của một tướng cướp thôi đó mà còn có được một chút gọi là thiện tâm, và ổng không đạp, ổng không giết con nhện nhện, và ổng né qua một bên để cho con nhện nhện nó sống. Chỉ như vậy thôi mà cái lòng nhớ ơn của con nhện nhện đối với ân nhân, người đã không giết mình để cho mình sống, nó vẫn còn âm ỉ ở trong lòng. Cho nên bây giờ con nhện nhện nó biết được ân nhân của nó đang chịu khổ ở dưới, là nó cố gắng nó tìm cách để mà nó thả sợi dây xuống, nó cứu ân nhân nó lên thôi. Nhưng mà quý vị biết rồi là làm sao mà lên được không? Một cái sợi dây như là chỉ mảnh treo chuông, mà hàng trăm tội đồ là bám vô trong đó, thì thực sự mới ban đầu á, là bắt đầu trên này con nhện nhện nó kéo lên để cứu, mà kéo lên. Thì kéo lên á, là sợi dây nó cũng lên một cách rất là nhẹ nhàng. Bao nhiêu người ôm sợi dây đó cũng bình thường. Đi lên được 2/3 gần tới trần gian rồi. Thì ở trong đó là cái người ân nhân, tức là tên tội đồ đó, tướng cướp á, tự nhiên nó có cái suy nghĩ lạ lùng. Nó suy nghĩ, nó nhìn lên, nó nhìn xuống, nó thấy ở dưới mà lúc nhúc nặng quá. Mà cái đường mà đi lên trần gian cũng còn một khoảng rất là xa. Mà kiểu này nó nặng như thế này mà sợi dây thì chút xíu lứa quớ đó là lên chưa tới là đứt. Chắc hấp. Nó mới khởi niệm một cái ý niệm là thôi,
mình lên trước, mình sống bảo đảm. Cho nên nó khởi một cái ý niệm ác là nó dòm xuống, thằng nào mà ở dưới chân nó là nó đạp. Khi nó khởi một cái ý niệm như vậy, cái ý niệm ác như vậy, lập tức cái sợi dây nó đứt ra, không còn cái gì hết, và sợi dây mất hết. Cuối cùng tất cả mọi người đều rớt xuống ở dưới quả ngục trở lại. Đó là một cái mẫu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thâm sâu về cái chuyện mà cái người mà gọi ác như tướng cướp đi nữa, họ cũng có tâm lành. Và khi họ họ làm một cái ơn gì, một cái con như con vật nhỏ như con nhện nhện, nó cũng biết mang ơn. Huống hồ gì mình là người Phật tử, mình là người biết tu, thì mọi chuyện gì, dầu chuyện nhỏ đi nữa, mình cũng sao, cũng phải biết nhớ, phải biết mang ơn, phải biết đền ơn. Đó là cái tinh thần mà đang cái mùa Vu Lan muốn nhắc nhở quý vị. Đức Phật Thích Ca đó, hiện kiếp của Ngài đó, Ngài là một bậc gọi là phước huệ lưỡng toàn, đầy đủ về phước đức và trí tuệ, không ai bằng. Ấy thế mà Ngài cũng vẫn tiếp tục bòn mót từng chút cái phước. Trong kinh đó có kể ra một cái mẫu chuyện mà quý vị chắc cũng có nghe, là Đức Thế Tôn một ngày nọ nhìn thấy một vị tỳ kheo già, già ngồi ở trong cái am, đang xỏ kim để vá cái chiếc y. Mà quý vị biết rồi, già rồi đó thì mắt sao? Mắt sao? Mắt mờ, kém. Hồi xưa chưa có mà hiện đại giống như bây giờ, là mờ mờ thì mấy bà cứ mổ mắt thay trồng. Ha, còn hồi xưa đâu có đâu. Đó, thành ra lớn lớn tuổi là mờ mắt, mà mờ mắt rồi xỏ kim sao được. Cho nên ông xỏ hoài mà nó không lọt, mà không lọt thì làm sao vá được. Đức Thế Tôn đi ngang thấy như vậy, hỏi thầy đang làm gì đó. Bạch Đức Thế Tôn, còn đang xỏ kim để con vá chiếc y của con. Đức Thế Tôn ngồi xuống, Đức Phật ngồi xuống, nói thôi để tôi xỏ giùm cho, để tôi vá giùm cho. Hình ảnh rất là dễ thương. Dễ thương ở chỗ là một người lớn như vậy mà một cái việc nhỏ nhặt như vậy Ngài cũng làm, không từ nan bất cứ một cái việc nhỏ. Và quý vị nên để ý nha, tất cả mọi phước lớn đều từ cái phước nhỏ. Một giọt nước quý vị đừng có phí nó, bởi vì nhiều giọt nước nó sẽ trở thành một ly nước. Muốn có một ly nước thì phải sao? Phải tiếc và trân trọng từng giọt nước. Muốn có phước lớn thì phải biết trân trọng và biết tạo những cái phước nhỏ. Chứ đừng nói tôi mặc tôi vậy mà đi làm chuyện đó. Thiện hữu có phước được, những cái phước mà thiện hữu có, thiện hữu thấy là có một thời gian tổng cộng hai nơi, hai cái chùa mà thiện hữu lãnh cái phần đó, lãnh phần rửa toilet, chùi toilet, tổng cộng cũng được đâu 4-5 năm. Chứ không phải thiện hữu không làm đó, nói bằng chứng là như vậy, là thiện hữu nghĩ nhờ cái phước đó mà thiện hữu mới còn ngồi đây đó, là rửa toilet, chùi toilet, chùi mà nó sạch. Mấy ông sư huynh, mấy ông thầy, mấy ông còn nói trời ơi ông làm gì mà kỹ dữ, làm cái này tôi ra đây tôi văn mùng tôi ngủ không được, sạch như vậy và ngày nào cũng chùi. Tại vì chúng đông mà mấy chục mạng ở mà xài cái toilet như vậy thì mỗi ngày phải chùi, chứ mà còn
còn mà để 2-3 ngày sau là chết rồi. Mà thiền hữu lãnh một cách làm vui vẻ, nhiệt tình, bởi vậy mới có phước đi nước ngoài á. Chứ còn nếu không có làm đó chưa chắc à, không chừng giờ chắc còn ở dưới thì sao? Không có đâu, không có được ở đó đâu. Ở tuốt ở dưới gọi là khỉ ho cò, cò gái á. Chỗ coi như là cái gì đó, gì ăn muối. Chó ăn đá, gà muối. Chó ăn. Chó ăn đá. Gà muối. Đó, không chừng bị xuống tới dưới đó, nhưng mà nhờ có cái phước chút vậy đó mà được đi qua đây. Thì hữu nghĩ vậy, một trong những cái phước. Cho nên đừng có tiếc, và quý vị cũng đừng có nghĩ là tự ti mặc cảm, trời ơi không dám lại gặp thầy, sợ mắc cỡ, vừa mắc cỡ mà vừa sợ thầy chê. Cái này nói thiền hữu thôi, đây cũng có một số người là vậy. Không có gì mà phải sợ, thiền hữu đâu ma, phải ma quỷ đâu mà quý vị không dám lại, đúng không? Rồi thiền hữu đâu phải quý vị lại rồi thiền hữu hả không ăn thịt quý vị hả? Có gì thì cứ lại, mắc gì sợ. Rồi nói lại, không lẽ mang cái đích không lại, không cúng dường. Mà cúng dường thì mấy bà mấy chị cái cúng dường nhiều tiền quá. Mấy bà mấy bác cúng dường nhiều, tôi không có tiền cúng, kỳ quá. Suy nghĩ vậy là trúng hay sai? Sai hoàn toàn. Lại không có đồng bạc cũng được nữa. Rồi đưa bao thơ rồi sợ là cúng thầy 5 đồng, 10 đồng thầy chê. Thầy hồi xưa giờ thầy có chê không? Mà chê là tội à, mắc tội á, chứ không giỡn đâu. Người ta cúng cái đó là xương máu của người ta. 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng của một bà già ở đây là xương máu, mà coi như là của ai? Của bà chứ không nhà nào. Xương máu của bà đó. Tiền mà bà gói 4-5 lớp à, lấy ra không phải dễ à, đúng không? Vậy mà mang vô cúng cho mình là cái đó là lớn dữ lắm. Cho nên người nào có cái suy nghĩ nói là dựa trên cái gọi là cái vật chất, hay là dựa ở trên cái chuyện mà tiền nhiều tiền ít, quý vị đừng có cái suy nghĩ đó. Phật, học Phật không có cái suy nghĩ đó. Bỏ đi, đừng có cái mặc cảm, đừng có cái tâm tự ti là đi chùa không cúng thì có kỳ, gặp thầy không cúng dường cho thầy kỳ. Không có cái gì kỳ hết. Thiện hữu nói thật, nhưng mà này nói thiện hữu thôi nha. Này nãy giờ nói là nói quý vị với thiện hữu thôi, còn cái chuyện của ai thiện hữu không có biết à. Mỗi người mỗi suy nghĩ, nhưng mà đối với thiền hữu là như vậy. Cho nên quý vị đừng sợ, đừng có mặc cảm. Ở đây thiền hữu nghe biết có một số người hay mặc cảm, tự ti, lớn tuổi rồi cúng dường 5-10 đồng sợ ít, rồi không giá, rồi không đi chùa. Quý vị không có một đồng bạc, quý vị vô đây cũng vui vẻ như thường. Không có cần phải nhất thiết là phải vô có cái quy luật nào ở đây, thiền hữu có ra cái luật nào là quý vị vô đây phải móc túi cúng dường không? Có thấy cái quy luật nào ở đâu không? Ở trong chùa này nè. Không có. Mà quý vị nghe thiền hữu nói tới nói lui những cái đó, thiền hữu rất là sợ. Quý vị vì mặc cảm mà quý vị không đến đây tu tập được, thiền hữu sợ cái đó. Lớn tuổi rồi còn một chút gọi là xương máu, nói theo kiểu ngoài đời, chứ còn sao máu với xương của quý vị nói thiệt bây giờ nó làm sao rồi? Thiệt đó, nó thẳng ra nó cũng khô, nó đang khô. Đang khô phải không? Rồi nó đang gì? Đang khô mà đang teo luôn. Như vậy đó mà bây giờ mà quý vị còn cái gì nữa mà sợ, sợ mà
mặc cảm hay là sợ tự ti mà không dám đi vô đây. Vô đây thì quý vị đến lớn nhỏ gì cứ đến vui vẻ với thiền hữu, không có sợ, không có gì đâu mà phải né. Hỏi thật, bây giờ hỏi thật quý vị trả lời nè. Quý vị ở dưới nhìn lên thiền hữu, quý vị thấy thiền hữu ác không? Nó thiệt không? Nó thiệt phải không? Nếu mà như vậy tại sao không dám lại gần? Có mấy người lại đây mà không dám lại gần đó, sợ đó. Thì hỏi thật là quý vị sợ cái gì? Sợ không cúng dường sợ, hoặc là cúng ít cũng sợ? Không phải, mấy cái đó là trật hết. Thì hữu nói những cái điều đó để nói cái điều thứ hai mà ở trong bài kinh này Đức Phật hay là thiện hữu suy nghĩ, có một cái tài sản không bao giờ mất. Đối với quý vị đó là cái tài sản gì? Đúng, cái tài sản phước báo nó không có mất. Còn những cái thứ tài sản hữu hình nó mất. Nó mất với hai dạng, một là người ngoài, hai là người nhà. Người ngoài là gì? Lửa, nước, vua xung vào con quỷ, đó là người ngoài. Còn người nhà là ai? Thằng con có hiếu của mình, hay là đứa con gái nó có hiếu của mình, nó phá banh chành hết. Thì cái đó gọi là tài sản đó. Đó là quý vị nên nhớ là thuộc về năm nhà, nhưng mà thực sự nó là phá là một là người ngoài hay là người nhà thôi. Nhưng mà có cái thứ tài sản mà không ai phá được, mà cũng không tốn mồ hôi nước mắt gì tạo ra đó, tạo ra một cách rất là dễ dàng. Ngồi niệm một số chuỗi niệm Phật dễ không? Có dễ không? Tại sao dễ mà không chịu làm? Cái đó là tài sản đó. Tài sản đó không mất đó. Hay là ngồi một ngày 24 tiếng đồng hồ, ngồi tĩnh tâm 20 phút, tĩnh tâm một cách rất là coi như là thật lòng, ngồi nhìn lại. Hay là nói theo thiền là ngồi quán niệm hơi thở của mình. Mình thở vô thở ra mình mới biết là mình còn sống. Nhưng mà thực sự 20 hơi thở thôi mà nhiều khi mình làm còn khó nữa. Ngồi chứ ngồi mà cái tâm đặt hết vô cái hơi thở, khoảng chừng 3 hơi hoặc là 5 hơi là bắt đầu nó nhảy chuyện khác rồi, có đúng không? Quý vị để ý thấy không? 5 hơi, 3 hơi, 10 hơi thôi là nó nhảy lung tung rồi. Mà Đức Phật dạy đó là làm sao giữ được, cuộc được cái tâm đừng cho nó nhảy lung tung, đừng cho nó chạy lung tung. Mấy cái chạy, mấy cái nhảy đó không thật, mà cái đó thuộc về vọng tâm. Bây giờ làm sao mà 20 phút, 10 phút ngồi an tĩnh? Cái đó là mình đang tạo ra tài sản mà không tốn đồng bạc, không tốn công sức nhiều mà không chịu tạo, không chịu làm. Hay là mình tụng một biến kinh nửa tiếng đồng hồ, một ngày bỏ ra một thời để mà tụng một biến kinh nửa tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà đó là thứ tài sản vô giá và không có ai có thể cướp nó đi được, không ai có thể lấy nó được. Dầu nước có cuốn trôi cái xác này, nhưng mà cái thứ đó nó vẫn sao? Mãi mãi. Đó là thứ tài sản mà coi như là không mất, mà mình có thể mình làm được, dầu cho nó nhỏ nhặt. Và mọi chuyện lớn đều bắt nguồn từ cái chuyện nhỏ.
muốn có cái sự an lạc tuyệt đối thì ít nhất mình phải có những giây phút an lạc. Mình tu mà mình không được một cái giây phút nào an lạc hết thì không được. Và quý vị nên biết là hồi nãy thì cũng nói Đức Phật Ngài không từ bỏ một chút phước lành, Ngài vẫn cố gắng Ngài làm. Và những cái phước lành đó đó, nó mới làm nên cái nhân cách của một Đức Phật. Ở trong truyện cổ Phật giáo cũng có một mẫu chuyện rất là hay. Có một đứa con gái, đứa bé nhỏ, khi nó sinh ra 2-3 tuổi trong một cái cơn loạn lạc chiến tranh, cha mẹ gia đình mất hết, và sau đó nó tồn tại trên dương gian bằng cái nghề ăn mày. Nó xin đi xin ăn cực khổ, lớn lên 5-7 tuổi vẫn còn làm cái nghề gọi là ăn mày. Thì một ngày nọ đó, trong cái dịp rằm tháng 7, nó nghe người ta đồn là ở một ngôi chùa đó có tổ chức lễ cúng Vu Lan. Thì nó phát khởi cái tâm là nó muốn cúng dường. Nhưng mà tâm nó phát khởi như vậy mà tiền thì sao? Không có. Nghèo ăn mày mà phát khởi cái chuyện cúng dường cho một ngôi chùa, hàng trăm vị tu hành tăng ni đang tu hành trong đó, mùa Vu Lan. Nó suy nghĩ, nó không biết làm sao. Cuối cùng nó quyết định là nguyên một cái ngày đó nó đi xin ăn, có bao nhiêu tiền nó mang lại chùa nó cúng dường. Thì ngày hôm đó nó xin được tổng cộng là 2 cắt bạc lớn lắm, thời xưa mà. Thì nó mang 2 cắt đó, nó đến, nó muốn gặp vị trụ trì, vị sư trụ trì. Thì trên đường nó đi từ cái chỗ mà cái nơi nó dung thân đó đến chùa. Thì khi nó đi bước chân vô chùa một cái thì hai bên mấy thầy đắp y vàng rực và đánh trống giọng chuông nghinh tiếp. Nó cũng chẳng biết là nghinh tiếp ai. Khi nó vô nó nói con nghèo vậy, như thế, con muốn phát tâm cúng dường 2 cắt để hồi hướng công đức cho cha mẹ tổ tiên nhân mùa Vu Lan. Thì mấy ông thầy nhỏ mấy ông nói trời ơi, cái con nhỏ ăn mày mà nó vô nó cúng có 2 cắt mà sư ông tức là hòa thượng trụ trì thông báo lên là bữa nay có đại thí chủ tới cúng dường, làm mấy ông nhỏ này từ sáng tới chưa đứng chờ quá chừng, cuối cùng có người lại cúng 2 cắt. Đó là cái suy nghĩ của mấy người, mấy chú tiểu. Hòa thượng cũng chẳng nói gì. Hòa thượng mới lấy cái tiền 2 cắt này, hòa thượng kêu thầy trưởng ban trai soạn lên. Thầy nói bây giờ hòa thượng dạy là bây giờ lấy 2 cắt này nè, đi ra chợ mua 2 cắt muối. Nhớ nè, bây giờ mấy cái này là quan trọng nè, nhớ nghe kỹ nè. Nhưng mà nói vậy hồi nữa mấy bà đừng có cúng muối cho tôi nha. Mua 2 cắt muối. Về ngày hôm nay nấu nướng đó, nấu canh thì có nêm muối không? Nấu canh nêm muối. Kho có nêm muối không? Có. 2 cắt muối này là coi như nêm hết vô trong đồ ăn. Và khi dọn lên thì mấy trăm vị thầy ai cũng có ăn hết. Hay chưa? Hòa thượng quá hay luôn, hòa thượng chỉ. Rồi bắt đầu cứ làm y như vậy, mua muối, 2 cắt muối, rồi bắt đầu nấu như thế thôi.
bẵng một thời gian coi như chuyện đó đi vào dĩ vãng. Thì cái cô bé này càng ngày cũng càng lớn lớn lên và vẫn là cái nghề truyền thống là nghề ăn mày, cũng chưa có gì thay đổi. Thì tình cờ là ông vua ông mới phát cái lệnh là kén chọn. Ông có một thằng con à, mà con nó cũng gần tới tuổi gọi là gì, vị thành niên, biết yêu. Thành ra thôi lo sớm cho nó, mới truyền ra là coi như là đi tìm người để coi như là đưa về cho nó coi mắt. Hãy nó chọn đưa chấm được nhỏ nào thì sao, thì cưới cho nó. Mà khổ nổi là không biết nhỏ này, ông mà thái tử này, ông sao không biết nữa, đưa về coi như là đứa nào con nhà lành hay con nhà gì nó cũng chê, chứ không có duyên nợ, không có duyên nợ. Thành ra nó chê, không chấm đứa nào hết. Hai năm trời như vậy, thì hai năm như vậy thì đứa nhỏ sinh ăn này, nhỏ này nó lớn lên khoảng đâu 15 tuổi. Thì tình cờ cái ông quan ở trong triều, ông chịu trách nhiệm, ông đi tìm mà vợ cho thái tử đó, ông đi ngang một cái khu chợ đó, rồi ông ngủ ở đó một đêm. Và đêm đó ngủ thì ông thấy có một vần hào quang sáng ở một góc chợ. Ông mới lò mò, ông trực tiếp ông lò mò ông tới. Thì ông tới, ông không thấy quý nhân, không thấy thánh nhân nào hết, mà ông thấy có con nhỏ ăn mày rách rưới. Thì ông mới hỏi là sao, thì nó kể ra là ba má chết hết rồi, vậy đó. Thì ông động lòng, ông nói thôi đi theo ta về. Rồi ông mới phát tâm ông nuôi cái đứa con nuôi này trong nhà. Hai năm sau, trong hai năm đó ông bắt đầu dạy dỗ nó học hành, nói chuyện đồ này nữa. Và nó trở thành một cô thiếu nữ rất là xinh đẹp. Tình cờ ông con của ông vua, tức là hoàng tử, mới đi qua nhà ông chơi. Thì đi qua nhà thì uống nước rồi nọ, thì đứa nhỏ này nè, nó pha bưng nước ra, mới bưng có một ly nước thôi, thằng này chưa uống thôi, dòm cái là nó, đây, đúng rồi, nó chấm liền. Rồi thái tử về nói với phụ hoàng là bây giờ là phải cưới liền, bởi vì ông bà mình nói là cưới vợ là cưới liền tay. Câu thứ hai không biết là gì, lâu ngày không phải có chớ để lâu ngày có ông này không Vinh. Thành ra là phải cưới liền. Cuối cùng rồi con cái đứa bé này nó trở thành gì, nó trở thành chưa hoàn hảo, tại vì trở thành gì, công nương. Là rồi xong nó trở thành công nương, đó là vợ của thái tử, mà này là đông cung thái tử, con của vua, chỉ có đứa con duy nhất thôi. Ba năm sau vua cũng băng hà, thì ông vua cũng băng hà, thì thằng này lên làm vua, mà này lên làm vua thì nhỏ này làm gì, hoàng hậu, trở thành hoàng hậu, nghiễm nhiên là hoàng hậu. Nó mới ngồi nó suy nghĩ, sao mà đời ngộ á, sao mà từ cái gốc ăn mày mà giờ trở thành hoàng hậu. Coi cái chuyện gì, bắt đầu nó nhớ lại chết, chết rồi, nhớ rồi, hồi đó cúng hai cắt muối. Bắt đầu nó nhớ lại, cúng chùa nào, chùa Phật Tổ, trời ơi. Bắt đầu nó mới mang ơn. Bắt đầu nó ra, lúc này là hoàng hậu rồi, xin coi như là xuất kho
xe vàng đó là mấy chục xe cam nhông thôi nha, vàng bạc của báo gì nó chở từ đâu ta, thôi từ nhà là từ hoàng cung đi chứ nói từ Inala không được, từ hoàng cung. À, từ hoàng cung chở vô lại chùa, cái chùa đó cúng. Thì kỳ này nó đi với danh nghĩa là gì? Hoàng hậu đi cúng. Mà sao đi vô chẳng thấy ông hòa thượng trụ trì ra tiếp rước, mà cũng chẳng thấy chuông trống bát nhã gì tiếp rước hết, không ai tiếp hết. Thì cúng cái hoàng hậu mới thắc mắc nó, tại bắt đầu nói chuyện rồi cúng dường rồi mới hỏi hòa thượng còn sống, mới hỏi tại sao mà ngày xưa hòa thượng còn nhớ là có một con ăn mày như vậy không tôi nhớ. Nói tại sao ngày xưa đó con cúng có hai cắt muối mà con là ăn mày mà được tiếp rước đánh trống giọng chuông tiếp rước nồng hậu như thế, mà ngày hôm nay con cúng là xe bảy báo đủ thứ vàng bạc của báo như vậy mà con là hoàng hậu mà tại sao không có thấy chuông trống gì trơn mà im lặng liền quá vậy. Hòa thượng mới giải thích, nói ngày xưa đối với con hai cắt là cả một cái mạng sống của con. Con cúng hai cắt muối đó, cuối cùng là ngày hôm đó con nhịn đói. Đó là mạng sống của con. Con đem cả mạng sống của con cúng dường, cho nên cái phước lớn. Còn ngày hôm nay con là hoàng hậu, của cải này nói nhiều, nhưng mà thực sự so với hoàng hậu có nhiều không? Chẳng là bao nhiêu. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, của cải này đâu phải của hoàng hậu, của ai? Của bá tánh. Chứ không phải tự tay hoàng hậu làm ra. Còn ngày xưa đó, mặc dầu con là ăn mày, nhưng mà tự tay con làm ra, con lê, con lết, con sinh, con sỏ, con đủ thứ, có nhiều khi con bị quýnh nữa. Bị mấy bà trong chùa Phật Tổ quýnh. Vì sao? Vì sinh. Cho nên mấy bà quýnh. Còn bây giờ con có, con cúng về nhưng mà thật sự không có lớn. Còn ngày xưa đó là đại cúng dường, cho nên là ta đánh trống giọng chuông tiếp con. Còn bây giờ mặc dầu như vậy nhưng mà con cúng dường cái đó không có phước bằng hai cắt hồi xưa. Và chính vì con cúng dường hai cắt mà con trở thành hoàng hậu. Này mấy chị chưa có chồng nghe, để ý. Có hai cách thôi mà trở thành hoàng hậu. Thì bây giờ ngày hôm nay cũng Du Lan, mấy chị cúng 20 đô thì mấy chị trở thành mẫu hậu. Trở thành mẫu hậu luôn rồi, phải không? Mẫu hậu luôn rồi. Thành ra nói nãy giờ để nói là cái phước, cái phước cúng dường trong cái tầm tay của mình, thậm chí không có cần phải cúng dường nhưng mà cũng làm phước được. Và cái đó là tài sản không mất. Tài sản không mất là do cái sự tu hành của mình, của quý vị. Quý vị ngồi tịnh tâm, cái thứ đó không mất. Quý vị ngồi niệm Phật, cái thứ đó không mất. Quý vị lại Phật, cái tài sản nó không mất mà nó còn lớn nữa. Nó còn lớn dữ nữa. Cho nên đó, quý vị nhớ là chỉ có hai cách thôi mà ta chuyển cả cuộc đời người ta trong cái kiếp hiện tại. Trong cái kiếp hiện tại phước lớn như vậy. Cho nên đừng nghĩ là cúng dường ít là phước là ít, không phải. Cúng dường ít nhưng mà với tâm thành và với cái gì? Với cả một sinh mạng. Cái phước nó rất lớn. Mấy bác lớn tuổi cúng 5 đồng bạc lớn không? Lớn lắm mà. Ở đây nói thiệt, 5 đồng đối với người trẻ tuổi có đi làm chẳng có nghĩa lý gì, nhưng mà đối với mấy bác là nhịn, coi như là nhịn không ăn trầu đó. Mấy bác không ăn trầu đó để dành 5 đồng cúng dường. Hay là mấy bác không ăn xôi. Cho nên đừng có tự ti, đừng có này nọ mà nói là cúng dường ít, cúng dường nhiều vậy chứ.
Bây giờ Thiền Hữu đọc sơ qua cái lợi ích của tài sản. Phật nói: này các tỳ kheo, có năm sự nguy hại trong tài sản. Thế nào là năm? Tài sản bị nguy hại về lửa, bị nguy hại về nước, bị nguy hại về vua quan, bị nguy hại về trộm cướp, bị nguy hại về các người thừa tự không có đạo đức. Nhưng này các tỳ kheo, có năm lợi ích trong các tài sản. Bài kinh này rất là hay. Đây là cái mặt mà coi như nào giờ quý vị nghe chỉ có phần đầu à. Còn phần thứ hai nè, là Phật nói là trong tài sản có năm điều lợi ích. Thứ nhất, nhờ tài sản tự làm cho lòng mình được an lạc hoan hỷ. Có đúng không? Chứ cái mặt mấy như bà này mặt quẹo quẹo thấy khô khan ha. Tự nhiên có ai đưa tiền tươi không? Tươi liền. Đó. Hoan hỷ liền. Nhờ tài sản mà được hoan hỷ vui vẻ. Rồi. Thứ hai, làm cho cha mẹ được an lạc. Có tài sản cha mẹ an lạc. Đúng không? Quá đúng. Bữa nay là ngày Father Day nè, không tin mấy đứa nhỏ có cha đó, còn cha đó bỏ bao thơ 500 ngàn đi đưa ổng coi ổng an lạc không? Cúng dường không có điều kiện an lạc liền đó. Cho nên nhờ tài sản mà làm cho cha mẹ được an lạc, nói hiếu cái miệng không chưa đủ, phải là cụ thể qua hành động, ít nhiều gì không biết, nhưng mà làm cho cha mẹ được an lạc. Thứ ba, nhờ tài sản làm cho vợ con, các người phục vụ trong gia đình được nhiều an lạc. Phật nói, không nhận Phật nói hay quá chừng luôn. Nói lại là làm cho vợ con. Ông này còn vợ nè, không tin rồi giờ ông giao hết tài sản này cho vợ coi. Vợ ông vui không? Vui liền. Đó là anh là thượng đế của lòng em liền. Hả à, vậy đó. Đấy không? Phật nói thứ ba là nhờ tài sản mà làm cho vợ con các người phục vụ ở trong gia đình được an lạc. Nhờ tài sản làm cho bạn bè thân hữu được an lạc. Có tiền cho bạn, gửi cho bạn chút chút. Vui không? Nó vui liền. Nhờ tài sản cúng dường cung kính các bậc sa môn bà la môn. Cho nên Đức Phật nói rất là kỹ, đây là lợi ích của tài sản mà Thiền Hữu muốn chia sẻ ở trong kinh Tăng Chi nè. Nào giờ mình nghe, mình cứ nghe một chiều một phần thôi, là cứ nói là năm cái nguy hại của tài sản mà mình không nghe được Đức Phật nói ngoài năm cái nguy hại đó vẫn có năm điều lợi khi có tài sản. Cho nên cứ cố gắng tạo ra tài sản bằng gọi là chánh nghiệp hay là chánh mạng, tạo ra có làm những cái công việc này phước báo vô lượng, cho cha cho mẹ, có tiền cho cha cho mẹ, có tiền lo cho con cái, có tiền lo cho bạn bè, có tiền lo cho người thân ở trong dòng tộc, có tiền lo cho tam bảo. Đó là năm đối tượng mà mình có thể mình cúng dường hay mình lo đó, phước báo vô lượng. Và cái quan trọng mà Thiện Hữu muốn nhắc là có một thứ tài sản không bao giờ mất, đó là phước báo và trí tuệ. Mà người tu học, người Phật tử cần phải gia công, cần phải ngày đêm tạo cái thứ tài sản này nè. Cái thứ tài sản mà coi như là vô hình, nói theo tâm linh đó, gọi là vô hình, nhưng mà nó có thật. Bằng chứng, có nhiều người có phước báo, trên một cái chuyến rớt máy bay ai cũng chết hết trơn, có mình cái người đó còn sống.
trên một cái chuyến xe lửa, người này người nọ bị thương mà người này vẫn còn sống, có không? Đó là người ta còn cái tài sản gọi là vô hình. Hay là trong cái hiểm nguy, người mình thoát được cái hiểm nguy và mình được một cái sau cái hiểm nguy đó là cái gì? May mắn. Khi cái cánh cửa này đóng rồi, tự động có cái cánh cửa khác đó mở rộng. Đời không có cái chỗ nào mà đóng luôn á, đúng không? Đó là phước báo của cái người biết tu tập mà cố gắng bảo vệ và giữ gìn tạo tài sản, thức tài sản đó đó. Mà thiền hữu nói tới nơi lui, quý vị vô đây hay là quý vị ở nhà vẫn tạo tài sản đó được, chứ không phải là tạo ra phải như thế này thế nọ mới được, không phải. Thì quý vị lưu ý những cái điều đó. Nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa, con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác đại tư chúng con một lòng thành kính hướng về ơn sâu của càng khôn dường núi che chở nghĩa nặng của vũ trụ bảo bọc chiếu sông chỉ tâm đành lệ nghĩa nặng của thân
lão cửu hiền nói truyền gia đình huyết thống chị của Phật tử thập phương.